Đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương, chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án nhấn mạnh Bộ Công Thương là cơ quan đầu tiên ban chỉ đạo tới làm việc trực tiếp sau khi có dự thảo lần một của đề án. Do vậy, đề nghị cần tập trung thảo luận cho ý kiến một số vấn đề như đánh giá bối cảnh chung trong nước và quốc tế đang tác động đến Việt Nam nói chung và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng, làm rõ mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong thời gian tới, các thành tố chính trong mục tiêu tổng quát của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 là gì, tầm nhìn đến năm 2045 ra sao, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cần nêu trong nghị quyết tới sẽ như thế nào tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo bộ công thương một số ban bộ ngành trung ương thành viên ban chỉ đạo tổ biên tập đã tập trung vào một số nội dung quan trọng cụ thể như quan điểm về các cơ chế chính sách nhiệm vụ và giải pháp có tính chiến lược để nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và sản xuất của nền kinh tế các ngành công nghiệp nền tảng ngành sản phẩm công nghiệp ưu tiên công nghiệp mới có tính chiến lược trong thời gian tới là gì phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí nguyễn hồng diên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ công thương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo nêu rõ các nội dung thống nhất tại hội nghị như quan điểm công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới cần phải thay đổi để phù hợp với bối cảnh mới theo đó chuyển dịch mô hình công nghiệp hóa hiện đại hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với yêu cầu tăng trưởng xanh phát triển bền vững và bao trùm không đồng nhất công nghiệp hóa với phát triển công nghiệp, nhưng phát triển công nghiệp, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn giữ vai trò là động lực then chốt nền tảng của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa trong giai đoạn tới để công nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế, tạo việc làm và góp phần hoàn thành các mục tiêu về công nghiệp hóa hiện đại hóa đã đặt ra đến năm 2030 và 2045 cần phải có thể chế cho phát triển công nghiệp tốt hơn.